Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream của ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024. Hôm nay thì lẽ ra là chương trình bạn hỏi Vlog Minh Hải đáp đã kết thúc cái loạt series uh, nội dung của ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay thì Vlog Minh Hải không thể không livestream vào thời điểm này bởi chúng ta có một thông tin cực sốc, một thông tin cực kỳ bất ngờ và mình đã liệt kê nó vào một trong những thông tin bất ngờ nhất của bóng đá Việt Nam trong suốt khoảng tầm 10 năm vừa rồi. Huấn luyện viên Kia Sắc sẽ có cơ hội để trở thành huấn luyện viên trưởng của đội Công an Hà Nội thưa quý vị và các bạn. Thông tin này là một thông tin có lẽ là làm cho các bạn cảm thấy rất sốc. Nhưng cách đây ít phút thì theo một nguồn tin riêng của Vlog Minh Hải thì huấn luyện viên Kia Sắc đã nhận lời để về cầm quân tại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và thực sự đây là một cái thông tin mà có lẽ là rất nhiều trong người trong chúng ta cảm thấy bất ngờ. Vậy thì câu chuyện này diễn ra như thế nào? Huấn luyện viên Mano Kinh hôm nay lẽ ra ngày 6 tháng 1 ông phải có mặt tại Hà Nội. Thì cuối cùng vì sao ông lại không đến thì xin thưa với các bạn luôn là hóa ra huấn viên Mano Polking cũng bắt cả hai tay các bạn ạ. Khi ký hợp đồng sơ bộ với câu lạc bộ Công an Hà Nội rồi, huấn luyện viên Mano Polking tưởng như sẽ sang và đặc biệt là sau khi à, ông có cái à, quyết định là thanh lý hợp đồng cùng với đội tuyển quốc gia Thái Lan thì chúng ta cứ nghĩ rằng là huấn luyện viên Gongogun mất chức là khả năng rất là cao, huấn luyện viên Mano Polking sẽ sang. Nhưng không, ông Mano Polking cũng đã có một cái cam kết với một à, đội bóng ở Indonesia. Xin thưa với các bạn là cuối cùng là ngày hôm nay thì huấn luyện viên Manu đã không sang được. Đấy là lý do vì sao người ta cứ à, lần nữa tất cả những cái thời gian đầu tiên là sang ngay cái thời điểm mà đội Công an Hà Nội vừa mới thua đội Khánh Hòa xong thì cuối cùng lại đến ngày mùng 1 Tết xong đến ngày mùng 5 tháng 1 xong lại đến ngày mùng 6 tháng 1. Và cuối cùng ngày hôm nay thông tin của chúng ta đã là huấn luyện viên Manu sẽ không sang Công an Hà Nội nữa và huấn luyện viên kia đi sắc đã nhận được quyết định của bầu đức là sẽ sang để làm việc cho đội công an hà nội <laughs> các bạn có thấy bất ngờ không thông tin này là thông tin rất bất ngờ và theo một nguồn tin riêng của vlog minh hải thì vào buổi tối ngày hôm nay cách đây được khoảng tầm nửa tiếng thì bầu đức đã gọi điện sang bangkok cho huấn luyện viên kia đi sắc anh kia đi sắc đã đồng ý bởi vì anh sắc thì các bạn biết rồi là anh sẽ rất là nghe bù đức và đây là một cái cuộc nói chuyện với nhau để có được một cái quyết định tốt nhất và xin thưa với các bạn là hiện nay theo thông tin mà mình có được thì chủ tức là giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ công an hà nội là anh trần tiến đại hiện nay vẫn đang chuẩn bị lực lượng chuẩn bị tất cả mọi thứ để cho huấn luyện viên mới và người huấn luyện viên mới này không phải huấn luyện viên Maropolking mà người huấn luyện viên mới này chính là anh Kiatisak Ngày mùng 9 tháng 1 tới đây thì anh kia chắc sẽ sang có thể sẽ bay thẳng sang Hà Nội. Và tất cả hành lý của anh nếu còn để ở trên Playco cool, cũng sẽ được chuyển ra Hà Nội cho anh làm việc. Đây có lẽ là một cái thông tin rất nóng và không thể Minh Hải không thể không livestream ngay lập tức. Và đây đã là chương trình livestream ngày thứ ba của ngày hôm nay rồi. Cho nên là chính bởi vì lý do đấy cho nên về một thuật toán nó sẽ cái video này nó sẽ không được đề xuất đến các bạn cho nên là mong các bạn ai chưa like các bạn nhớ like cho mình ai chưa like các bạn nhớ like cho mình ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình để những cái thông tin này nó được truyền tải đến các bạn một cách nó uh, nhanh nhất và nó gọn nhất uh, các bạn có thấy bất ngờ không nếu các bạn thấy bất ngờ các bạn cho mình một từ bất ngờ nếu các bạn cảm thấy hay các bạn cho mình một từ hay và xin thưa với các bạn là mình đã từng nói với các bạn rồi những thông tin thực ra là thông tin này mình đã đưa lên các nền tảng khác của mình cách đây nửa tiếng. Và cũng xin nói với mọi người luôn là cái thông tin này là một thông tin thực sự là sốc. Khi mà mình nhận được thông tin này mình còn phải hỏi ớ thật ra nó là như vậy à? Tại sao nó lại là như thế nhỉ? Và thực sự thì điều này đã trở thành hiện thực. Mình có thể chia sẻ với các bạn ngay bây giờ và các bạn thấy là với những cái thông tin như này thì Minh Hải vô cùng phấn khích. Sự phấn khích này chắc chắn là nó sẽ đến từ à, một phóng viên mà luôn luôn coi cái công cái câu chuyện về uh, thông tin nó là vấn đề quan trọng nhất câu lạc bộ công an hà nội uh, và hợp đồng với huấn viên kia đi sắc thì theo cái nguồn tin riêng từ một cái cấp từ một lãnh đạo cấp cao của câu lạc bộ công an hà nội vào tối ngày hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2024 thì đội bóng công an hà nội sẽ ký hợp đồng với huấn viên kia đi sắc và huấn luyện viên người Thái sẽ bắt tay vào công việc của mình ngay vào tuần sau Chính xác là vào ngày mùng 9 tháng 1 mục tiêu của huấn luyện viên kia sắc với đội công an hà nội không có gì khác là giúp cho đội công an hà nội bảo vệ thành công chức vô địch và bên cạnh đó thì bao giờ cũng thế chúng ta đều rất bao giờ cũng thế ai đầu tư ai muốn làm gì cũng đều rất mong cho cái công việc của mình nó được tốt và xin thưa với quý vị và các bạn là công việc tốt được định nghĩa là huấn luyện viên kia đi sắc sẽ có được cái uh, cơ hội để làm một đội bóng rất mạnh và khẳng định luôn với các bạn là với tất cả những gì mà công an hà nội hiện nay đang có mình tin là sẽ đủ cái chất để giúp cho anh Kieri Sắc có được một cái uh, lực lượng tốt và triết lý bóng đá của anh sẽ được thực hiện một cách tốt nhất. Đầu tiên thì mình hơi bất ngờ và sau khi mình tìm hiểu thì mình mới biết được là buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024, bầu Đức đã gọi điện sang cho anh Kieri Sắc và nói rằng là tài năng của anh Sắc xứng đáng được cầm một đội bóng có nhiều cầu thủ tốt, có nhiều tuyển thủ quốc gia để truyền tải cái triết lý bóng đá của anh. Thứ hai nữa là cũng để cho người Thái nhìn thấy là Việt Nam biết sử dụng anh sắc và giúp cho anh sắc đi lên đỉnh cao. Và một câu hỏi mà mình đặt ra thì vậy thì câu chuyện ai sẽ là người thay anh kia Sắc làm việc ở câu lạc bộ Hoàng Gia Lai? Xin thưa với các bạn là tính đến bây giờ thì chưa có bất kỳ một à, chưa có bất kỳ một sự bổ nhiệm nào từ bầu Đức. Có thể là ngày mai mọi thứ nó mới ngã ngũ. Nhưng nếu là anh Vũ Tiến Thành thì các bạn cũng đừng bất ngờ Nếu như trong trường hợp mà công an Hà Nội phải gửi lên cho Hoài Gia Lai Anh Trần Tiến Đại thì chúng ta cũng đừng có gì bất ngờ Và các bạn còn nhớ là trước đây mình đã từng nói là nếu như uh, huấn luyện viên Kia Đi Sắc mà rời khỏi câu lạc bộ Hoài Gia Lai Bầu Đức mà lại tiếp tục uh, có những cái động thái thay đổi Hoàng Gia Lai Thì mình nghĩ là cái chất của Hoàng Gia Lai có lẽ là nó sẽ không còn Nhưng không sao cả vì câu chuyện liên quan đến anh Kierisat với công an Hà Nội nó đang ở một cái độ nóng rất là cao Thì mình cũng xin thưa với các bạn là tất cả những cái thông tin mà hôm nay mình truyền tải đến các bạn Nó đều là những cái thông tin cực kỳ sốc Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu mà các bạn cảm thấy hay thì các bạn đừng quên hãy để lại cho mình Hải một like Bởi vì không phải tự nhiên mà mình có những cái thông tin như thế này Những cái thông tin này là những cái thông tin rất rất sốc Thực ra thì mình cũng đã từng có rất nhiều những thông tin ví dụ như là Nguyễn Quang Hải sẽ ký hợp đồng với Công an Hà Nội này, hay là ông Philip Chu C ký hợp đồng với uh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam để trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Những cái thông tin đấy mình biết và mình cũng là những người đưa đầu tiên. Nhưng thưa với các bạn là nó không bất ngờ, bởi vì là thời gian mình cứ mỗi ngày mình có thêm một tí thông tin thì nó không bất ngờ. Nhưng ở đây là nó không có một tín hiệu gì cả, đùng một phát là anh sắt về với Công an Hà Nội. Mình phải nói luôn là anh Sắc có ba cái cực kỳ mạnh Một là anh Sắc là người cực giỏi Mình khẳng định luôn với các bạn là anh Sắc rất giỏi Cái thứ hai nữa là anh Sắc quản lý đội bóng theo kiểu đắc nhân tâm Tức là lấy cái cái tâm của mình ra để thuyết phục người khác, để thu phục người khác Và cái thứ ba xin thưa với các bạn luôn là anh kia đây Sắc là một người có một cái khát vọng rất lớn Và anh đang rất mong muốn là thực hiện được cái tham vọng đó Nhưng mà rất tiếc là bây giờ thì Hoài Gia Lai họ không có đủ cái lực lượng để giúp cho anh kia đấy sắc triển khai được cái tất cả những cái gì thuộc về phong độ của mình và xin thưa với các bạn còn một cái nữa rất vui để chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là anh sắc đã đồng ý câu lạc bộ công an hà nội cũng đồng ý bầu đức là người trực tiếp thuyết phục anh kia đấy sắc và mọi thứ đã ok như vậy là ngày mùng 9 này anh sắc sẽ sang hà nội và sẽ làm việc với câu lạc bộ công an hà nội và nhận sự bàn giao đội bóng từ giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại. Và mình sẽ còn cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này, liên quan đến đặc biệt là liên quan đến hoài Gia Lai. Còn về tài năng của anh Sắc thì có lẽ là đã được chứng minh rồi. Khi là cầu thủ anh đã cùng với hoài Gia Lai vô địch 2 năm liên tiếp 2003 2004. Và sau đó anh lại cầm hoài Gia Lai. Rồi khi mà anh sang bóng đá Việt Nam của chúng ta, chính xác là vào năm 2021 thì anh đã giúp câu lạc bộ Hoàng Gia Lai lập hết kỷ lục này đến kỷ lục kia uh, giành chiến thắng như trẻ tre và cuối cùng xin thưa quý vị và các bạn một điều rất đặc biệt đấy là đội hoài gia lai lúc đấy ai cũng nói là sẽ giành chức vô địch nhưng cuối cùng thì đại dịch diễn ra họ không thể giành chức vô địch bầu đức cũng không có được uh, cái uh, một cái cúp vô địch sau 20 năm làm bóng đá uh, theo như đúng cái gì mong muốn nhất của anh kiri sắc và mình nói luôn là anh sắc và anh uh, anh Đức tức là bầu Đức và huấn luyện viên kia đi sắc là những người anh em với nhau các bạn có thể nhìn thấy họ ăn cơm chung một bữa cơm gia đình họ nấu cơm cho nhau ăn đấy những cái câu chuyện đấy là những cái câu chuyện không hề đơn giản và cũng xin thưa với tất cả mọi người mình mong rằng là cái chúng ta gọi là một cái xe một cái siêu xe là công an hà nội xe được lái bởi một người tài xế vững vàng như anh sắc Ngoài ra thì còn có một điều này nữa Mình cho là công an Hà Nội hiện nay cũng đang rất cần Anh Kiri Sắc vốn là một nhân cách lớn Anh Kiri Sắc vốn là một ngôi sao lớn Cho nên cái sức hút của truyền thông nó sẽ lớn hơn Thứ hai nữa là bản thân anh Kiri Sắc cũng có mối quan hệ cực kỳ tốt Với các nhà báo Cho nên là các bạn thấy là công an Hà Nội sẽ có lợi thế rất nhiều Mình nghĩ là công an Hà Nội hiện nay Cái mảnh ghép còn thiếu chính là anh Kiri và anh kia sắc cũng đang đi tìm một tập thể mà có thể truyền tải được cái triết lý bóng đá của anh ấy chính là công an hà nội và mình cho rằng bộ đôi này gặp nhau là rất là ok chỉ có một điều là chúng ta sẽ quan tâm đến việc là câu lạc bộ hoàng gia lai sẽ thay anh kia sắc bằng ai thôi và chúng ta thử xem xem là liệu công an hà nội có mạnh lên và có bảo vệ thành công chức vô địch v league và có giành được cái cúp quốc gia hay không bên cạnh đó là chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem là anh chàng là hoài gia lai của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào ban huấn luyện sẽ ra sao đó, và mình nghĩ là thời gian vừa rồi thực sự rất nhiều khó khăn có lẽ là hoài gia lai bây giờ phải tính toán theo một hướng khác và cũng phải cố gắng có được một cái hướng đi có thể tạo ra một cái bản sắc mới đấy là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình ngày hôm nay đó thì à, tất cả những gì mình đã chia sẻ với các bạn rồi À, các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn thêm một chút nữa. Bạn uh, CDF ABC có nói là hay quá. Bất ngờ, bóng đá Việt Nam từ trước đến giờ nay mới có tin sốc. Anh Quân thấy vậy cũng ok, vậy ai sẽ là người làm huấn luyện viên Hoàng Gia Lai Minh Hải cho biết? Bây giờ chưa có. Bởi vì bầu Đức vừa mới xử lý xong cái câu chuyện liên quan đến uh, bầu Đức vừa mới xử lý câu chuyện liên quan đến uh, đến đến uh, anh kia đi sắc xong, bây giờ có lẽ là phải đến ngày mai ngày mai ngày kia thì mọi việc sắp đặt lại ở Hoàng Gia Lai nó mới nó mới có thể ổn được. Các bạn cứ từ từ. Bạn Skylark 403 có nói là vậy huấn luyện viên Alexander Bunking thì sao anh Minh Hải? Mình trả lời bạn luôn là huấn luyện viên Maro Bunking hóa ra là cũng bắt cá hai tay. Ông vừa ký hợp đồng sơ bộ với công an Hà Nội kéo dài 3 năm nhưng ông vừa làm việc với một đội bóng nào đó ở bên phía Indonesia và có thể nói là ông Mano Polking khả năng rất là cao là không sẽ không sang công an Hà Nội. Mình có hỏi là liệu có cơ hội nào để ông Mano Polking sang để nắm câu lạc bộ hoài Gia Lai hay không thì cái nguồn tin từ công an Hà Nội của mình cho biết là không. Và mình cũng sẽ vẫn phải chờ thôi. Chúng ta sẽ vẫn phải chờ để xem tình hình như thế nào. Bóng đá Việt Nam chưa bao giờ hấp dẫn như thế này và những cái thông tin chưa bao giờ bớt hay. Hôm nay mình rất vui khi có được cái thông tin này. Các bạn yên tâm các bạn yên tâm là mình sẽ còn gửi đến các bạn những thông tin mới nhất và chắc chắn một điều là bên phía Hoài Gia Lai sẽ phải tính toán và trong quá trình mà họ đang tìm kiếm hoặc họ đang chờ huấn luyện viên thì có thể anh Vũ Tiến Thành sẽ nắm cái vị trí này. Mình đảm bảo với các bạn luôn là trong thời gian tới đây sẽ có bài phỏng vấn với anh Kiri sẽ có bài phỏng vấn với anh Vũ Tiến Thành. Mình sẽ cố gắng kể cho các bạn nghe những câu chuyện những chi tiết một cách đầy đủ nhất về câu chuyện này và chắc chắn luôn các bạn sẽ chỉ tìm thấy những câu chuyện này ở Vlog Bình Hải và thôi. Đó, rất nhiều kênh cứ nói là Minh Hải Tào Lao ABCDZ Nhưng mà các bạn thấy là những cái thông tin như thế này là những cái thông tin mình đã chia sẻ với các bạn Và mình tin là ngày mai báo chí sẽ đưa rất nhiều Và thậm chí là những cái kênh của câu lạc bộ họ cũng đưa ra rất nhiều những cái chia sẻ đó Mình đảm bảo với các bạn là mọi thứ sẽ diễn ra một cách êm xuôi Các bạn có câu hỏi nào các bạn đặt ra mình sẽ trả lời các bạn ở phần sau của chương trình Còn bây giờ thì vẫn luôn luôn là như vậy Mình xin được chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm mà mình luôn khuyến khích các bạn nên dùng đó là Cao Ba Long, sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, do công việc, do áp lực, do tuổi tác, do cơ địa thì chúng ta nên sử dụng Cao Ba Long nó sẽ giúp chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân và nó cũng kéo dài cái thời gian quan hệ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sử dụng Cao Ba Long thì về sau chúng ta sẽ giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, giảm nguy cơ thoái hóa xương, loãng xương và giảm nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. À, các cháu nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn chúng ta sử dụng cao bao long cho con để phát triển bộ khung cho con để về sau cải thiện cho các con cả thể lực lẫn thể hình tức là vừa to cao mà vừa khỏe mạnh thứ tư nữa là các chị em phụ nữ muốn điều hòa lại độ tiết tố cho chuẩn xác về đều đặn như một chiếc đồng hồ như thời của con gái thì chúng ta nên sử dụng cao bao long đặc biệt là chị em mới sinh con bởi vì là bao nhiêu những cái dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền hết sang cho con để thành lập một con người mới Sau 9 tháng 10 ngày chúng ta mang nặng đẻ đau, cơ thể của chúng ta sẽ bị dịu dã bị mệt mỏi. Lúc này là lúc cao ba long nó sẽ hỗ trợ các chị em củng cố hoàn toàn tất cả mọi thứ à, về cơ xương khớp và nó giúp cho các chị em khỏe khoắn trở lại, chắc chắn trở lại và vững vàng trở lại và đấy chính là cao bao long. Số điện thoại mình để ở trên logo 024 7777 8877 và website là đông shop vn. Còn đây là đông trùng hạ thảo, một sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó có ba cái tác dụng nổi bật. Một là nó giúp cho cơ thể của chúng ta nó bổ sung thêm cái dưỡng chất cho cơ thể của chúng ta dưỡng chất này bổ nhưng không béo tuyệt đối an toàn thứ hai là tăng cường số lượng tế bào cho cơ thể mỗi giây mỗi phút mỗi cử động này chúng ta đang bào mòn cái cơ bắp của chúng ta nếu chúng ta không bồi đắp kịp thì cơ bắp của chúng ta sẽ bị tăng teo dẫn đến cơ thể bị nhăn nheo và đương nhiên à, da rẻ bị nhăn nheo và đương nhiên cơ thể sẽ bị yếu ớt và một trong những điều mình nói với các bạn là cái cơ chế tự hàn gắn nội thương của đông trùng hạ thảo nó cực kỳ tuyệt vời chỗ nào có sự đứt gãy về mặt tế bào nối liền vào. Đấy, chỗ nào có khối u nó lấp đầy khoảng trống khối u để lại cũng như là những vết dao kéo sau phẫu thuật nó sẽ lấp liền lại cho chúng ta. Cực kỳ tốt. Tác dụng thứ ba là nó giúp cho chúng ta là tăng cường cái cái hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch cái vòng tròn miễn dịch nó bảo vệ cơ thể của chúng ta như một hệ thống phòng ngự. Và kháng thể chính là yếu tố tạo ra cái vòng tròn miễn dịch đấy. Nhưng cùng với thời gian cơ thể của chúng ta ngày càng yếu đi ngày càng à, à, sinh ra ít những cái kháng thể và đấy là lý do vì sao cơ thể của chúng ta càng lớn tuổi càng bị dễ dễ bị bệnh tật tấn công thì bây giờ đông trùng hạ thảo sẽ tăng cho chúng ta ví dụ như là cơ thể sinh ra là một triệu kháng thể đông trùng hạ thảo tăng ra một triệu nữa là hai chi viện cho chúng ta như vậy là hệ thống miễn dịch của chúng ta tăng lên gấp đôi à, hệ thống phòng ngự chúng ta tăng lên gấp đôi cho nên là cái nguy cơ bị bệnh tật tấn công giảm đi chỉ còn một nửa các bạn thấy tuyệt vời không ạ Đấy nó giống như một cái không thành đang được bảo vệ bởi 11 người Bây giờ được bảo vệ bởi 22 người Số điện thoại mình để trên logo 024-7777-8877 Và website là shop vn Các bạn chỉ có thể có được giá này và chất lượng sản phẩm tuyệt vời này Ở Vlog Minh Hải Một sản phẩm giúp các bạn sống, sống lâu hơn Một sản phẩm giúp các bạn sống khỏe và sống hạnh phúc hơn Số điện thoại mình để trên logo nhá Năm hết Tết đến rồi chúng ta chăm sóc bản thân Cho những người yêu mến nữa Và đặc biệt chúng ta làm quà tặng cho những người thân yêu thì thật tuyệt vời Bây giờ các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn ngay bây giờ Chúng ta sẽ còn khoảng 10, 15 phút nữa mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn 10, Đúng 15 phút nữa nhá Các bạn có câu hỏi gì không ạ Bạn Hoàng Lê nói là có thể bầu đức đuổi khéo anh kia đi sắc để thay người khác Không có chuyện đó mình nghĩ là ở trong câu chuyện này có thể là Bầu Đức sẽ phải tính toán một cái nước cờ dài hơi. Và cũng xin thưa với các bạn luôn là trong bóng đá không không có điều gì là không thể xảy ra Riêng về Hoài Gia Lai thì mình sẽ kể cho các bạn sau nó thật là sáng ngày hôm nay mình thấy rất bất ngờ Là khi mà mình hỏi về cái chuyện ông Paul King có sang hay không Thì cái thông tin của mình có nói là ông Paul King có khả năng là sẽ sang muộn hơn Và mình cũng không muốn cập nhật thêm thông tin này nữa Đó, nhưng mà đến tối ngày hôm nay thì thật sự là mình đã bị sốc Mình đã bị sốc khi nghe thông tin này và ngay lập tức phải lên sóng phục vụ các bạn ngay các bạn có câu hỏi gì không ạ? À? bạn Quốc cường có nói là thông tin chính xác không anh hải ơi? bao giờ về ạ? À? thông tin đến thời điểm này thì chính xác đấy và hợp đồng của anh sắc với uh, công an hà nội chưa ký và khả năng sẽ khả năng cao là sẽ ký vào ngày mùng 1 à ngày mùng ngày mùng 9 tháng 1 anh kia đây sắc sẽ bay thẳng từ bangkok sang hà nội và về câu uh, lạc bộ công an hà nội luôn mình khẳng định luôn với các bạn là những cái thông tin này là thông tin chính xác vào thời điểm này bạn Hung Trường của nó là quá tin quá, tin quá mừng cho bóng đá Việt Nam. Bạn Băng Phạm Văn của nó là vì sao bầu Đức để huấn luyện viên Kiên Sắc ra đi anh Hải. Cái này thì thật sự là mình cũng không kịp. Thật sự là đến bây giờ là mình chưa kịp hỏi đâu các bạn ạ. Các bạn cứ từ từ nhá. Hải Trần của nó là bầu Đức thuyết phục huấn luyện viên Kiên Sắc sang Công an Hà Nội. Vậy giữa họ có mâu thuẫn gì không ạ? Không có mâu thuẫn gì. Gọi là thuyết phục nghe có vẻ cho nó nguy hiểm vậy thôi chứ. Họ nói chuyện với nhau để bàn bạc với nhau anh Sắc thì cũng đã hứa là không bao giờ từ chức ở Hoàng Gia Lai, nhưng mà anh nói là anh sẽ tuyệt đối tuân thủ cái 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 sự sắp đặt công việc của của bố Đức. Mình uh, xin được chia sẻ với các bạn như vậy nhá. Bạn Sơn Nguyễn của nói là tin của Minh Hải rất nhanh, chi tiết, đầy đủ và chuẩn. Tin này sốc thật sự nhưng thú vị. Minh Hải nhỉ? Dạ vâng. Lúc khoảng tầm hơn 8 giờ, khoảng tầm 8 giờ 30 nhỉ, để em check lại xem nào. Khi mà em nhận được thông tin này em phát là em đã quay uh, hai cái video cho các nền tảng của em. Và thật sự là lúc đấy em quay là em quay ở một cái uh, một cái đèn đường uh, công cộng. Và sau đó là em chạy như bay về nhà để em livestream phục vụ mọi người. Chính xác là cái tin của anh kia sắc lên cách đây đúng 1 giờ. Nó vào lúc 20 giờ 17 phút. đó em đã đưa cái thông tin này lên rồi. 20 giờ 17 phút. Bạn Đạt Nguyễn Xuân của nó là áo da Minh Hải mua ở đâu? áo da Minh Hải mua ở đâu các bạn gọi điện đến số này cho mình 0889333300 Lát nữa thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về áo da sau Bạn Ngọc Chính có nói là 1962 có nói chú đặt câu hỏi mà Minh Hải không đọc Rất là sorry các bác Rất là sorry các bác Em rất là sorry Tuấn Vũ công an Hà Nội làm việc Gì đây Bạn Tùng Lê Văn chắc anh sắc bị đẩy khéo vài vòng không ok lại ao buồn cho bóng đá Việt Nam không mình nghĩ là có anh kia sắc thì nên giữ nên nên giữ bởi vì Công an Hà Nội thưa quý vị và các bạn là họ đang xây học viện và khi họ đang xây học viện thì họ sẽ rất là cần có những người để tạo ra cái sức hút cho cái học viện đó và một trong những cái điều mà mình cho là quan trọng nhất vào thời điểm này đấy là chính là người mà sẽ viết ra cái giáo án cho 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 cái học viện thì theo thông tin mình biết thì cái tức là cái thiết kế thiết kế về kiến trúc thì sẽ lấy của pvf còn giáo án thì sẽ lấy của hoàng gia lai và bây giờ nếu mà có anh sắc về nữa thì một công đôi ba việc nó là quá tuyệt vời kiên mai của nó là xứng đáng là minh hải cảm ơn bác rất là nhiều văn hiển của nó là rất đặc biệt đấy cảm ơn bác bạn ba độ nói là kia đi sắc về công an hà nội là quá hay luôn đấy không uh, lãng phí cả một dàn cầu thủ chất lượng chuẩn luôn mình thì mình nghĩ là anh sắc um, cầm lái đội công an hà nội là chuẩn rồi và mình tin là công an hà nội chuẩn bị sẽ có một cái lối chơi cực kỳ sexy một cái lối chơi mà như chúng ta nói là nó giống như kiểu lối chơi của Gia Lai năm 2021 ấy. cực kỳ tuyệt vời các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá đấy như lúc vừa rồi các bạn có hỏi về những chiếc áo đây là những chiếc áo đây mình có chia sẻ với các bạn nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn hơn là cái ổ cắm điện này cơ cái ổ cắm điện Menhau C4 này nó là cái đàn em của cái Menhau V8. Nó có bốn ổ cắm điện và ba cổng ba uh, cổng sạc gồm có hai cổng USB và một cổng Type C. Đấy, nó vẫn uh, cái giá của nó thì các bạn không phải bàn rồi, giá là thấp nhất trên cái mạng này của chúng ta rồi và chỉ có ở trong livestream của Vlog Binh Hải thôi. 289 000 Mình nhắc lại là 289 000 rẻ nhất trong số tất cả những cái mặt hàng có chung cái 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 chất lượng và cũng xin thưa với mọi người luôn ngày hôm nay mình xin phép các bạn là mình sẽ nói với các bạn như thế này là nó vẫn là một cái sản phẩm rất đẳng cấp lõi đồng 1,5 ly và nó đã giúp cho không biết bao nhiêu người có được một cái sự thoải mái có được sự gọn gàng khi di chuyển các bạn không phải mua củ sạc nữa bên cạnh đó là các bạn cắm kết nối được với bốn thiết bị tức là bốn cái ổ cắm và ba cái thiết bị ở đây Tất cả mọi thứ, xin thưa quý vị và các bạn luôn là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái sự chia sẻ Và một trong những cái mà mình muốn nói luôn ở đây là nó rất bền các bạn ạ à. Đấy, nó chịu được tải lên đến 4.000W, các bạn cắm 2-3 nồi lẩu ok Nó chịu được va đập các bạn nhé Và bên cạnh đó là nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ Ở đằng sau có một cái nút đỏ này mình gọi là trung vệ Trung vệ này vì sao? Vì chỗ nào mà có điểm nóng là nó sẽ can thiệp Chỗ nào mà có nguy hiểm nó đánh hơi được nguy hiểm là nó sẽ can thiệp ngay cho nên là nó có tên là trung vệ atomat nó sẽ nhảy ngay cho nên là các bạn yên tâm cực kỳ an toàn giá của nó chỉ là 289.000 tám các bạn mua khẩn trương kẻo không loại về giá cũ còn anh menhao v 8 này thì vẫn thế tám mổ cắm điện và bốn cái cổng sạc vẫn có anh trung vệ đứng ở đằng sau đấy các bạn nhìn thấy rất là thoải mái luôn Đó, số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là menhow.vn cái số điện thoại 0889 cũng là của Vicento Chính là chiếc áo da này đây Giá cũng là rẻ nhất cõi mạng này 1 triệu 198 nghìn Áo da nhập khẩu 100% Trông rất lịch sự, cực kỳ lịch lãm Mọi thứ các bạn không phải bàn nhiều Đúng không ạ? Áo có cổ cũng 1 triệu 198 nghìn Áo không cổ cũng 1 triệu 198 nghìn Rẻ nhất, thấp nhất Và mình khẳng định luôn các bạn Nếu các bạn chứng minh nó không phải là hàng chính hãng 100% mình đền các bạn luôn 50 triệu thưởng các bạn luôn 50 triệu ok uh, vicento vn là một cái website và ở đấy có nguyên cả một cái thế giới các bạn lựa chọn thoải mái các bạn tự tạo combo cho mình đấy, các bạn muốn mua tặng quà cho mọi người thì các bạn lập thành một combo mua một lần giảm giá là kịch các bạn mua càng nhiều giảm giá càng nhiều các bạn mua càng nhiều thì các bạn lại càng được nhiều quà tặng và nếu các bạn đến 240 240 km hà nội thì các bạn nhớ đọc tên Pat Vlog Minh Hải để nhận từ 30 đến 70% giảm giá trên tổng hóa đơn. Số điện thoại vẫn như vậy 0889333300 từ Vicento cho đến Menhao đều là 0889333300. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ trả lời các bạn thêm khoảng 2 3 câu hỏi nữa sau đó chúng ta dừng luồng livestream ở đây để các bạn nghỉ ngơi nhá. Minh Hải khẳng định bầu Đức sẽ mời ông Park về Hoài Gia Lai, Minh Hải nghĩ sao? Mình khẳng định ông đức sẽ mời ông park về hoàng anh gia lai mình nghĩ sao đấy hoàn toàn là điều có thể nhưng mà mình không biết là liệu có ok không chúng ta sẽ chờ nhé các bạn nhé chúng ta sẽ chờ hoàn toàn là thầy park có thể thầy park có thể về với hoàng anh gia lai biết đâu đấy đúng không nhưng mình hôm nay mình chỉ xác minh được cái thông tin là anh kia đi xác về công an hà nội đấy, còn bầu đức thì sẽ sắp đặt lại với hoàng anh gia lai còn uh, việc uh, thầy park có về hay không hoặc một ai đó về thì chúng ta sẽ thông báo cho nhau sau Cảm ơn mọi người rất là nhiều Các bạn có câu hỏi gì không Một cái thông tin như thế này Thì các bạn hãy dành ra cho mình 3, 3 giây Các bạn hãy like cho mình đi Bởi vì nó rất xứng đáng để các bạn like cho mình Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình Cảm ơn các bạn rất là nhiều Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào tạm biệt Hẹn gặp lại các bạn trong những trình tiếp theo Và mình sẽ cập nhật cho các bạn những câu chuyện liên quan đến huấn viên Kia Đi Sắc ở Công an Hà Nội Và Hoài Gia Lai sẽ thay tướng bằng ai Và sẽ đưa ra câu trả lời cho các bạn Liệu huấn viên Park Hang Seo có về Hoài Gia Lai hay không bây giờ minh hải xin được kính chào tạm biệt